Trong cái lúc mà mình tu tập chánh niệm tỉnh giác á, thì phần lớn là mình hiểu sai cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà có một cái lúc nào đó bỗng nhiên là tâm nó trở lại cái rộng lặng trong sáng, nó giống như bầu trời á. Bầu trời mây lúc nào mây, nhưng mà bỗng nhiên có một hôm là mây nó không không còn mây hết, thì tự nhiên là bầu trời trở nên là hoàn toàn trong sáng. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng là khi mà mình không bị cái gì che lấp trói buộc hết, thì tâm nó sẽ trở về lại cái trạng thái mà rộng lặng trong sáng nhất. Thì khi mà cái tâm trở về cái trạng thái mà rộng lặng trong sáng, thì cái thấy biết đó, lúc đó mới thật sự là cái thấy biết mà Đức Phật nói với Bhayya là trong thấy thì thấy, trong nghe thì nghe, trong xúc thì xúc, trong biết thì biết, mà không có cái bản ngã ở trong đó. À, thì khi, cho nên đó, lúc đó mới thật sự là mình mới hiểu ra được rất nhiều thứ, chẳng hạn như mình thấy ra được là vô vi vô ngã là gì, và chánh niệm tỉnh giác thật sự là gì. Còn những cái mà cái mà nỗ lực của mình á, thật ra cái đó nó chỉ là một cái giai đoạn mà giai đoạn nó cũng tốt, nhưng mà cái tốt đó nó chỉ tốt ở trong cái mặt tục đế thôi, cho nó chưa có vào được cái mặt chân đế. Thì khi mà cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng ấy, lúc đó mình mới thực sự là đối diện với cái pháp chân đế, mới cần thấy được thực tánh sa pha vã đó, tức là cái đó mà cái sự thật đúng như nó là, chứ là không có xen vào bất kỳ một cái gì mà che lấp trói buộc vào trong đó. Và thành ra khi mà cái người nào mà có ít nhất là một lần thấy ra cái điều đó đó, thì mới thực sự hiểu được Phật pháp. Đó, thực sự hiểu được Phật pháp rồi sau đó cũng có khi mình lại trở lại cái tục đế, rồi mình lại tiếp tục tu theo kiểu tục đế tu theo tục đế, nhưng rồi đến có một lúc nào đó nó lại bỗng nhiên. Cho nên cái này nó là bỗng nhiên, cho nó không phải là cái do mình tạo ra. Cái này không phải do mình tạo ra, bởi vì cái chữ quả là mình hiểu sai, mình thường hay hiểu sai cái quả mà trong nhân quả mà của tục đế đó, của cái sự tướng đó, thì cái quả là có nhân có quả. Còn cái quả mà ở trong cái đạo quả đó, thì chữ chữ quả này có nghĩa là cái đã có sẵn rồi, cái đó không phải do mình tạo ra, mà cái đó mình thấy nó đã là cái quả rồi, chứ không phải mình tạo ra. Nhưng mà do cái tâm của mình lúc đó thanh tịnh trong sáng, cho nên mình mới thấy được cái quả, cho nên gọi là chứng ngộ cái quả. Chứ thật ra cái quả không phải là do nỗ lực của mình mà tạo ra cái quả. À, mình cứ tưởng lầm rằng là mình sẽ cố gắng tu hành, sẽ nỗ lực thế này thế kia để mình tạo ra được một cái quả. Nếu như vậy ấy, thì mọi người sẽ tạo ra một cái quả khác nhau. Còn cái quả này á, là nó đã là cái pháp hoàn hảo tự nhiên rồi, mà mình xưa nay mình không thấy. Bây giờ bỗng nhiên mình không còn bị một cái gì che lấp nữa, cho nên bây giờ mình mới thấy, tức là nó vẫn thường có trước mắt mình, nhưng mình không thấy. Cái quả đó là cái nó thường sẵn có, nhưng mình không thấy, là do mình bị che lấp trói buộc. Cho nên bỗng nhiên có một cái lúc nào đó mà tâm mình nó buông xuống hoàn toàn và rộng lặng trong sáng, không có bản ngã của người gì trong đó hết trơn, thì cái tánh biết mà Vipassana Citta đó, nó từ phản ánh trung thực cái quả đó, thì mình gọi là chứng quả. Cho thật ra là mà đúng là chữ chứng thì đúng hơn, chứ không phải đắc, chứng thôi chứ không đắc. Tại vì cái đó nó có sẵn nên mình thấy thôi. Thế một lần có một lần nào đó mình chứng được cái thực tánh chân đế đó rồi á, rồi mình lại trở lại tục đế, mình vẫn sống trong tục đế.
Rồi. Nhưng mà cái người đó đã biết rồi. À, tức là biết rằng là cái thế giới này đó, cho nên thầy mới nói là thầy mới phân biệt là cái thế giới này nó có hai, nó có là hai hai cái, một là thế giới, hai là thế gian. Mà hai cái từ này á nhiều khi nhầm lẫn với nhau. Cái câu mà nói rằng là cái trong cái thân thân mục trường này đó, mà mình dịch là trong thân mục trường này thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt, là dịch, dịch như vậy là sai. Mà dịch là thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt thì mới đúng, chứ không phải là thế giới. Vì ấy, cái thế giới ấy là pháp, từ nó pháp trong trong chính cái thực tánh của nó, của nó. Còn á, cái mà mình thấy về pháp, tức là cái mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là về pháp, thì cái đó là mình, mỗi người sẽ tạo ra một cái thế gian. Mỗi người đều nhìn cái thế giới này qua một cái thế gian do người đó thấy ra. Cho nên đó, cho nên mình phải thấy ra được cái điều này. Điều này cũng là đồng thời nó cũng là chân đế và tục đế. Phân biệt được cái tân chân đế và tục đế. Một thế giới khái niệm và một thế giới là thực tánh. Thì thế giới thực tánh đó, đó là thế giới. Cái thế giới này là pháp. Mà dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là cái thế giới đó là sự vận hành hoàn hảo của pháp. Nhưng mà qua cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm của mình ấy, thì mình biến thành một thế gian, mỗi người biến thành thế gian. Cho nên ấy, khi mình nói là đời là biển khổ, thì nói như vậy là chưa đúng. Nếu như chữ đời này là thế gian thì đúng. Còn nếu là cái đời này mà thế giới thì không đúng. Thế giới không có gì khổ cả. Thế giới thậm chí là niết bàn luôn, chứ không phải là, không phải là biển khổ. Mà biển khổ chính là cái thế gian mà con người tạo ra qua cái tưởng là, cho là, muốn phải là, muốn sẽ là đó, mới tạo ra một cái thế gian. Thì cái thế gian đó tập khởi và cái thế gian nó đoạn diệt, thì trả cái thế giới này trở về lại với là với chính nó, trong thực tánh chân đế của chính nó, thì lúc đó nó chính là quả. Thế giới là quả đó. Thì còn còn cái thế gian á, thì bây giờ cái thế gian chính là cái mà mình tạo ra cái tập đế khổ đế đó. Tập đế khổ đế đó chính là thế gian. Còn đạo đế diệt đế đó là thế giới. Đó. Đạo đế là cái tâm và phát xa ra chúng ta đã có sẵn. Và pháp đó là cái sự vận hành hoàn hảo, mà cái pháp đó, cái cao nhất của pháp đó là Santi. Santi tức là tịch tịnh. Cho nên đó, thật ra mà chữ pháp tức cũng đồng nghĩa với là thế giới. Thế giới vốn là tịch tịnh. Thế giới vốn là vắng lặng. Nhưng mà do cái tâm mình động, do cái tâm mình khởi lên cái khái niệm tư tưởng thế này thế kia, cho nên mình che lấp đi. Cho nên, rồi mình tự trói buộc mình trong những cái tư tưởng, cái ảo tưởng đó, và mình không còn thấy được cái quả hiển nhiên của pháp. Cho nên nói là chứng quả, tức là thấy ra được cái thực tánh chân đế của pháp, tức là thấy ra được cái tính chất tịch tịnh của pháp. Cho nên là nếu có ai mà đã từng nếm được cái thực tánh chân đế đó, tức là một lúc nào đó mà cái tâm nó không còn bị cái mây che, giống như cái bầu trời mà cũng bị mây che đó, thì là một bầu trời là hết sức là trong sáng. Cho nên thầy thường hay nhắc đi nhắc lại cái tâm rộng lặng trong sáng là quan trọng. Và cái khi mà cái người mà bắt gặp điều này một lần rồi á, và lúc lúc đầu bắt gặp lần đầu không biết, sau nhiều lần á bắt gặp cái thực tánh chân đế này á, thì mới thấy ra được, mới mới là thấy được cái giá trị của thực tánh chân đế
trong đó không hề có tập đế khổ đế, không hề có phiền nặng khổ đau gì cả. Đó. Sau đó mình chỉ cần khởi lên một cái khái niệm, chẳng hạn như mình muốn, mình lại thích được vào đó muốn nó là trở thành ta của ta, tự ngã của ta, thì lúc đó lại là rơi vào thực tế trở lại. Đó, đại khái là vậy. Cho nên lúc khi có ai có vào được điều đó đó thì bắt đầu cái sự tu tập nó có thay đổi, không còn là tu theo kiểu tập đế nữa, không còn cái bản ngã mong cầu đạt được cái điều này cái kia nữa, mà lúc đó là chỉ phản ánh trung thực. Thật ra tinh tấn chánh niệm trực giác là phản ánh trung thực pháp như nó là vậy thôi. Dạ, một thiền sinh thứ hai xin được đặt câu hỏi như sau. Dạ, kính bạch thầy, công việc ngoài đời của con là một luật sư. Mặc dù đã sắp xếp ổn thỏa mọi công việc để đến chùa xuất gia giao duyên, nhưng khi đến đây, con cảm thấy bất an. Trong một lần ngồi thiền, con mới chợt nhớ ra mình quên một cuộc hẹn làm việc quan trọng với cơ quan điều tra. Lúc không tham gia, cuộc làm việc này có thể sẽ gây tai hại cho thân chủ. Vì vậy, con đã mượn điện thoại của một sư và gọi cho cơ quan điều tra đề nghị họ sắp xếp lại thời gian làm việc và họ đã đồng ý. Từ lúc đó, tâm con rất an, không còn lo sao nữa. Qua sự việc này, con nhận ra tâm con bất an là do con không trở về trọn vẹn trong sáng với hiện tại. Con thấy trọn vẹn với hiện tại là đủ, vì quá khứ trước khi là quá khứ, nó cũng là hiện tại. Tương lai khi nó đến thì nó sẽ trở thành hiện tại. Thầy từ bi chỉ dạy cho con là con nhận thức như vậy có đúng hay sai ạ? Con cảm ơn thầy. À, đúng, tức là cái này là tùy vào cái tâm của mình qua cái trải nghiệm đời sống á. Giống như cái câu chuyện mà thầy kể là khi thầy mới về đây á, khi mà thầy về đây để đảm nhiệm chức vụ trụ trì á, thì thầy trong chùa mới nói là cho thầy chọn một cái cốc nào mà thầy thầy thích thì cứ chọn cái cốc đó, là sẽ giao cốc đó cho thầy. Nhưng mà trong thầy thì thấy ở dưới này chỗ căng tin đó, hiện nay là chỗ căng tin đó, là chỗ thấp nhất ở trong chùa, có một cái thất mà có một vị sư Sa Di hoàng tục, thấy hoàng tục, và thầy nói thôi sẵn cái chỗ cái cốc đó, thầy lấy nhận cái cốc đó ở đó. Sau đó là vì chùa có thầy có mấy vị sư đệ, có vị thì ở Huế vào, có vị thì ở nước ngoài về chẳng hạn, cho nên là không có cái chỗ để mà cho các vị khách ở. Hồi đó ở đây là mỗi vị mỗi cái thất, cho nên không có cái chỗ nào để cho khách ở hết. Cũng đó là lý do vì sao mà thầy làm khách đường rồi cái thiền thiền xá với là tăng xá là vì vậy. Thì hồi đó là thầy mê là sửa lại cái thất đó để nới rộng lên, nhưng mà rất là phiền não, rất là phiền não, phiền não đến cái độ mà thầy bị bệnh đường ruột luôn. À, tức là cái mà lo lắng buồn phiền đó, nó sẽ sinh ra cái bệnh đường ruột, mà thầy bị bệnh đường ruột lâu dài. Thì chỉ sửa một cái thất nhỏ thôi mà lại là chịu không nổi. Nhưng mà trải qua nhiều cái thăng trầm, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, nó lại giúp cho mình là vững vàng đây. Cái tức là cái tâm của mình nó vững vàng trước mọi cái sóng gió. À, có thể nói cuộc đời của thầy trải qua rất nhiều sóng gió. Bây giờ mình mới cảm ơn tất cả những cái sóng gió đó đã giúp cho thầy là, nói theo nghĩa đời nó là bản lệnh, cũng vậy. Bản lệnh ở đây tức là trước những cái sóng gió mình bắt đầu là tâm mình yên ổn, chứ không còn là bị động theo với cái sóng gió này nữa. Cho nên khi mà thầy phát nguyện làm cái tháp này á thì rất là bình yên,
làm khi làm thì làm hết lòng làm, mà ngủ là ngủ, chứ không không có chứ không có bị trở ngại nữa. Như vậy á, thì nhiều khi chính trong những cái trải nghiệm đời sống á, nó cũng giúp cho mình là tâm nó sẽ bớt lăng xăng đi, nó sẽ yên ổn hơn. Và nhất là khi mình hiểu được cái lời Phật dạy là mình phải trọn vẹn với thực tại á, thì có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Khi mà mình trọn vẹn với hiện tại, chứ không mong cầu gì tương lai, cũng không có bị quá khứ chi phối, và cũng không bị những cái công việc xung quanh mình chi phối, thì lúc đó mình rất là tự do. Mặc dù là mình vẫn làm việc, như ở đây các vị thấy là thầy rất là nhiều việc đó, xây dựng, mà không phải là ở đây không, mà để còn xây dựng, đi xây dựng các cái chùa ở các tỉnh nữa, giúp chỗ này chỗ kia nữa, nhưng mà vẫn yên. Tức là nếu như mình mà sống trọn vẹn với thực tại, tức là hiểu đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì mình sẽ rất là tự do thoải mái. Mặc dù công việc rất nhiều, nhưng mà vẫn tự do thoải mái, là bởi vì nhiều gì thì nhiều, mà tại đây với bây giờ vẫn là tại đây và bây giờ thôi. À, tức là nếu mà nhiều gì thì nhiều, nhưng mà tất cả những cái đó nó không ảnh hưởng mình, là bởi vì mình vẫn còn vẹn với tại đây và bây giờ. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác mà khi mình hiểu đúng, hiểu đúng tức là trọn vẹn thật sự, thì đó mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nhiều nữa. À, thì đó cũng là một cái mà mình phải giải thoát. À, giải thoát ra khỏi những cái ràng buộc của thời gian, không gian. À, hay là mà trong đó, đó cái trung tâm vẫn là bị ràng buộc bởi cái bản ngã. À, với là những cái ảo tưởng. À, mình xây ra những cái ảo tưởng rồi mình bị cuốn vào trong đó, cho nên mình không hoàn toàn được tự do. Mình không hoàn toàn được trọn vẹn với đang là. Đó. Trọn vẹn với đang là không có nghĩa là mình không có trách nhiệm. À, có thể nói là bây giờ trách nhiệm của thầy rất là nhiều. Công việc thế nào ở đây quý vị thấy ấy, ở bên này xây dựng, bên dưới kia xây dựng, bên này xây dựng, chỗ này chỗ kia đủ thứ, rồi cái khóa tu, rồi còn phải đi dạng ở cái chỗ khác, dạng trường hạ ở chỗ khác chẳng hạn vậy. Nhưng mà ở đâu thì vẫn là ở đó thôi á. Ở đâu thì mình vẫn trọn vẹn ở đó thôi á. Đó là đúng là tuyệt vời. Nếu ai mà biết sống mà trở về trọn vẹn với chính mình, cho dù là mình đang ở trong một hoàn cảnh thế nào mà mình vẫn trọn vẹn với chính mình là tuyệt vời. Đó chính là tự do giải thoát. Thiền sinh tiếp theo xin được hỏi kính bạch thầy, ngài Krishnamurti có nói người quan sát cũng chính là cái được quan sát. Khi có sự chia tách giữa người quan sát và cái được quan sát thì mâu thuẫn và xung đột sẽ xảy ra. Khi người quan sát nhận ra rằng đối tượng mà nó đang tác động là chính nó thì không còn mâu thuẫn và xung đột. Chỉ cần biết nó ở đó, mọi phản ứng thích và không thích sẽ chấm dứt. Khi đó, nhận thức vô cùng sống động và chuyên chú, khiến tâm thức trở nên tinh nhạy, sáng suốt lạ thường. Con xin hỏi là quá trình hình thành sự chia tách hay sinh ra người quan sát và cái được quan sát là như thế nào ạ? Cái điều này là hết sức quan trọng. Thí dụ như giờ khi mình hành thiền chẳng hạn, thì thường thường khi mình hành thiền á là mình có cái ta hành thiền. Đầu tiên là có cái ta hành thiền, và mình đang hành thiền trên một đối tượng, tức là có ta và có cái đối tượng để mình hành thiền. À, lúc đầu ai cũng bị rơi vào tình trạng đó, ta hành thiền và đối tượng để hành thiền. Mà vì vậy cho nên á, mình cứ nỗ lực để nắm bắt cái đối tượng đó. Đó, coi cái chánh niệm lúc đó là chánh niệm nó rất là sai, tức là cố nắm bắt cái đối tượng đó, cho nên mới có nào là nỗ lực này, nào là tích cực này, nào là tìm kiếm đối tượng này, theo dõi đối tượng này, rồi
rồi ghi nhận đối tượng, tức là trong đó vẫn có cái ta và cái đối tượng mà mình nắm bắt, cố nắm bắt. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà thật sự trọn vẹn á, thì giống như trường hợp cái trình pháp lúc đầu đó, tức là khi mình rơi vào một tình trạng mà không có người quan sát, không có đối tượng quan sát nữa, mà người quan sát và đối tượng quan sát là một, thì mình nghe nếu mà mình chỉ nghe trên lý trí thôi, mình không thể nào hiểu được điều đó. Nhưng mà mình phải thực chứng cái điều đó, mình mới thấy là điều đó rất đúng. Thì trường hợp mà thầy nói đó, cái khi mà thầy đi kinh hành trong cái chánh điện đó, ở kỳ viên á, thì kinh hành cực kỳ là tích cực viên mật. Thì khi mà tích cực viên mật đó thì nó cũng ra những cái hiệu ứng như thật, như là chẳng hạn như thấy ánh sáng, thấy này cái kia đó. Nhưng mà lúc đó đó mình vẫn cứ thấy là có người hành và cái người, vì người hành cho nên cái người hành là vẫn cứ nói là mình đã hành được, mình đã hành chưa được. Cứ như vậy hoài, cho nên luôn là có người hành và có đối tượng để hành. Mình cứ bị rơi vào cái tình trạng đó, mà rơi vào tình trạng đó đấy, thì nó vẫn chưa ổn. Thì cho đến một cái lúc á, giống như thầy nói là thầy đau bụng và thầy chạy, thì lúc chạy đó đó, mình không còn cái khái niệm hành nữa, mình không có cái khái niệm hành mà cũng không có đối tượng hành gì nữa, tại vì lúc đó là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Thì trong cái tình trạng hoàn toàn tự nhiên đó đó, thì lại thấy rất là rõ. Đó là lần đầu tiên mà thầy bắt đầu thấy ra được pháp hành là thế nào. Nó kỳ lạ như vậy, cái pháp hành như này. Thì á, cho nên á là đúng là cái khi mà nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, mà không có bản ngã của Bahiya trong đó, đó chính là không có năng sợ, không có người hành và là đối tượng để hành, không có người quan sát và đối tượng để quan sát, mà là cái thấy biết, giống như là cái thấy đó nó tròn vẹn với cái đối tượng, mà cũng không có nghĩa là tròn vẹn theo kiểu nào đó mà mình tập trung hoàn toàn, mà tròn vẹn ở đây là không có làm gì cả, nhưng mà đối tượng, ai rơi vào trạng thái đó đều thấy rằng là lúc đó mình không thấy mình với trời đất là cách biệt gì hết, nó giống như là một, không có mình trong đó. Cái cảm giác mà không có cái bản ngã trong đó thật là tuyệt vời. Nhưng mà chị có khi cái điều này nó chỉ xảy ra một cái thời gian rất là ngắn, giống như là một tia chớp, có khi là như vậy, có khi kéo dài, con người thì kéo dài rất là lâu. Nhưng rồi vì mình phải sống trong tục đế, cho nên lại là trở lại tục đế. Nhưng mà cái tâm của người đó đó, có thể họ vẫn sống trong tục đế mà tâm họ vẫn vắng lặng một thời gian rất lâu. Nó vắng lặng cho đến một cái lúc nào đó, nhiều lần diễn ra cái điều này. Cho nên không phải là mình mà cố gắng mà chánh niệm tỉnh giác để, không bao giờ mà mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác mà chánh niệm tỉnh giác hoàn hảo được. Không bao giờ có. Nhưng mà bỗng nhiên khi mà nó buông ra hết á, thì trong cái khoảnh khắc đó thôi á, thì chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn trọn vẹn. Và cái giác ngộ đó nhiều khi chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, chứ không phải là giác ngộ là một sự kéo dài nào đó. Nó khi mà nó giác ngộ ra điều đó một cái rồi á, thì tự nhiên mình không còn vấn đề nữa. Không còn vấn đề nữa, mà lúc đó cái hành nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, thoải mái, tự nhiên. Do đó đó, khi cái người mà họ đã trải nghiệm qua được nhiều lần cái thực tánh thân đế đó đó, thì lúc đó họ sẽ thấy rằng là những cái quan hệ, những mối quan hệ trong tục đế đó, nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Tức là cái đó tùy duyên mà ứng vậy thôi.
chứ không có vấn đề gì cả. Đó, có học được không có học được chắc chắn. Đó. Mà họ mà bởi vì họ đã thấy được là tất cả những cái đó đều là tương đối. Vì họ đã thấy ra được cái lúc mà không còn cái năng sợ ấy, là không còn cái ta quan sát với là cái đối tượng quan sát được, mà lúc đó là sống trong một cái mà tạm thời mình gọi là nhất như, tạm thời mình gọi là trạng thái nhất như đó. Thì cũng đừng có mong cầu, mình cứ vẫn cứ mình cứ vẫn đang như thế nào mình cứ thực hành như vậy đi, tại trình độ mình ngang đó mình cứ thực hành như vậy đi. Nhưng rồi á, đến một lúc nào đó phải phải chứng nghiệm được cái trạng thái đó rồi á, thì cái đó mới là mới thực sự là hiểu đúng cái pháp hành như thế nào. Còn không, còn phần lớn á, là vẫn cứ cứ để cho cái bản ngã nó cứ lôi cuốn, nó cứ là ta phải hành thế này, ta phải hành thế kia, ta phải thế này, ta phải thế nào không à. Đó. Mà càng làm như vậy chừng nào á, thì càng lại che lấp trói buộc nhiều chừng đó. Đó. Cho nên cái điều mà ông Krishnamurti mà ông nói đó là rất chính xác. Dạ bạch thầy, một thiền sinh tri ân thầy đã viết lên một cái bài thơ như sau: ân thầy pháp vô ngã lắm điều kỳ diệu, ân đức thầy cao cả lắm thay, chân như thực tại nơi đây, thận trọng quan sát thấy ngay tỏ tường, pháp bất diệt cha lành khéo dạy, vì tham sân si tưởng che lầm, ân thầy khai thị pháp lành, tự tánh chân đế hiện tiền rõ thay, nên duyên con nguyện từ rầy, sáng trong lặng lẽ chú tâm nơi mình, thận trọng trọn vẹn quán tâm, để cho hạnh phúc an lành nay sau. Sa thú lần này hết rồi, còn ai nữa? Còn một một thiền sinh cũng đang muốn đọc cái khổ thơ mà đọc chữ hơi khó đọc. Còn kính bạch sư, còn có bốn bài thơ ngắn, mỗi bài thơ có một chữ. Trình sư để con về con tu, sư ông giúp con xem con có sai chỗ nào không ạ? Bài thứ nhất là bài tu. Thấy biết trong sáng là tu, không thấy không biết hóa tu mù, tu theo bản ngã là tu chật, tu theo pháp đến mới là tu. Bài hai, thấy tu. Bài này con viết tặng mẹ con và vợ con. Mẹ con tên là Hồng và mẹ vợ con tên là Hoa. Hồng cũng là tên một loài hoa. Ăn ở nên giản dị, làm việc nhà cùng hoa, để vui nên ngủ sớm, như thế là tu rồi. Bài 3, con viết lúc con quét lá. Bài này tên là quét đấy. Buổi sáng đi quét lá, thuở nhỏ gọi quét sân. Quét không chỉ hết lá, mà quét tâm sân này. Bài 4 là bài nói, con viết lúc con nói bị sân. Khiêm nhường khi nói chuyện, giao tiếp cần nhu hòa. Khi sân thì không nói, chỉ nói với tâm từ. Con biết ơn sư không ạ? Sa thú lần phải. Còn ai có bài thơ nào nữa không? Sư ông ơi, con viết thế có sai chỗ nào không ạ? Được, đúng rồi. Vì con có nhờ chú viết thư pháp ngoài kia, viết lên giấy xong con về con treo để con tu à, nên con lo sai nên con trình sư ông thì sư ông xem giúp con. Rồi giờ còn ai hỏi gì nữa không? Dạ sư ông, con xin trình pháp ạ. Ngày hôm nay thì khi mà 2 giờ đến giờ lên trên này để thiền ạ, thì sức khỏe con yếu nên là mỗi lần con lên là con phải ngồi thở, nó hơi hơi thở nó hơi nặng.
Thì nhưng mà con vừa ngồi xuống chỉ là để thở cho đỡ mệt, nhắm mắt vào thôi, thì chỉ khoảng 3 hơi thở ra vào thôi thì cái trạng thái rỗng lặng trong sáng nào xuất hiện. Nên là con không tự tin lắm là liệu là mình nhận biết nó là trạng thái rỗng lặng trong sáng là có đúng hay không, hay nó chỉ do ảo tưởng của con thôi. Thì con xin được trình bày cái sự rỗng lặng nó như thế nào để Sương nhìn xuất bạn. Thì cái trạng thái này nó trống rỗng mà nó không bị cái suy tư nào nó chiếm hữu cả, là con cảm thấy như là không gian nó phóng khoáng, như là cái bầu trời nó quang đãng như là thầy nói ạ. Và lúc đó thì con cũng không muốn gì cả, không mong cầu gì cả. Thì dưới cái bầu trời đó thì thỉnh thoảng có những cái cơn gió nhẹ thoảng qua, như một một vài cái nó xuất hiện ạ. Thì nhưng rồi thì nó đi rất là nhanh. Những cái lúc mà ngồi nhắm mắt mà ngồi thiền như thế thì vào cái khoảng ban ngày thì chắc là do là cái mí mắt này nó không đủ để đủ dày để nó khiến cho không gian nó tối hẳn, nên là con vẫn nhìn thấy cái ánh sáng bên ngoài nó đang chuyển động như những cái hoa đốm khi mà đi ra ngoài trời nắng ấy. Thì lúc đó thì con nhớ đến cái câu nói là sinh tử như hoa đốm giữa hư không. Thì lúc đó con khởi nên là cái con bắt đầu quán chiếu về vô thường. Thì sau khi một khoảng thời gian quán chiếu về vô thường, về về những cái ảo tưởng của bản ngã, dựng lên tất cả mọi thứ về gia đình, tình yêu, tình bạn, mọi thứ để bám vào đó, thì cái tâm rỗng lặng của con nó trở nên là nó rộng hơn và nó lặng hơn. Hôm nay đã là ngày gần cuối của khóa tu rồi, thì con cảm thấy so với những ngày trước ấy, thì cái tâm hành và những cái cảm giác trong con an tịnh hơn. Nó không xuất hiện nhiều cái đợt hỷ lạc tràn đầy như những ngày trước nữa, mà con thấy mọi sự nó bình thường hơn. Tâm con đối diện với hỷ lạc hay là hôn trầm thì nó cũng bớt động hơn. Cả quá trình ngồi thiền 30 phút trong cái thời thiền hôm nay ấy, thì ngoài một vài khoảnh khắc cuối con thấy có dấu hiệu trầm xuống, thì con có tác ý để giúp tâm có được cái hoan lạc để con có thể tỉnh táo trở lại. Còn lại thì con đều rõ biết mình đang thế nào một cách tự nhiên. Hơn nữa là qua 9 ngày ở chùa thì con thấy là cái tâm đối kháng của con mà khi mà con còn ở nhà con nhận biết là nó rất là mạnh. Với tất cả mọi pháp từ trong hay ở bên ngoài vào thì cái tâm đối kháng của con nó rất là mạnh. Thì sau 9 ngày ở đây thì con thấy là nó cũng bớt đi được nhiều rồi ạ. Thì nhưng mà tuy nhiên thì khi mà những cái buổi thiền trước ấy, thì khi mà con đạt được cái hỷ lạc nhiều hơn ấy, thì cái thân của con, cái bệnh của con nó cũng được thuyên giảm nhiều hơn. Thì con muốn hỏi Sương là con có nên là đôi khi tác ý nhiều hơn về cái hỷ lạc một chút để con có thể được nhẹ nhàng ở trong cái thân bệnh không ạ? Thì đây là cả cái quá trình hành thiền của con trong ngày hôm nay, thì con xin sư ông hoan hỷ chỉ bày cho con thêm ạ. Cảm ơn sư ông ạ. Nếu như là cái hỷ lạc đó mà mình thấy được và mình có thể sử dụng nó được thì vẫn có thể sử dụng, mình chỉ sử dụng nó thôi chứ không phải là sử dụng giống như khi mình khát nước thì mình uống, mà khi mình đói thì mình ăn vậy đó. Thì có lúc mình cũng cần có những cái gì đó, cái rối loạn nào đó chẳng hạn, hay là cái ồn ào nào đó chẳng hạn, thì mình cũng có thể giữ trong cái sự tĩnh lặng hay là trong cái sự an lạc đó được, chẳng có sao. Miễn là mình đừng có quá ham mê cái hỷ lạc đó mà đến nỗi mình quên thấy, bởi vì thầy vẫn nhắc lại là cái thấy biết là cái chính, còn tất cả những trạng thái á, là nó có thể đến đi, nếu mình có thể có khả năng mình sử dụng được nó thì được thì vẫn tốt, nhưng mà không, nhưng mà mình đừng có bị, mình đừng có quá là lệ thuộc vào nó, bởi vì nếu mà mình quá lệ thuộc vào cái hỷ lạc á, thì khi mình đối diện với những cái mà khó khăn hay là bức xúc gì đó thì mình không chịu được. Đó. Nên mình cái tâm đủ sẵn sàng để mà đối diện với tất cả mọi thứ, dù là được hay mất, thành hay bại, dù hay là vui hay khổ gì mình vẫn đối diện được, mà tâm vẫn không đồng á thì nó sẽ tốt hơn. Và ở đây cái không đồng á là
Cái không đồng cũng có nghĩa là một tâm hoàn toàn yên. Mà không đồng là không đồng của cái thấy, thấy biết. Cái không đồng của thấy biết, chứ không phải là cái không đồng của cái tâm. Cái tâm thì có thể là vẫn là cái tâm thanh tịnh, tâm rộng lặng là tốt. Nhưng mà cũng phải mình cố giữ cái rộng lặng đó hoài. Mà cái quan trọng là cái mà cái quan trọng vẫn là cái thấy biết. Luôn cái thấy biết luôn là trong sáng, rõ ràng, tự nhiên. Đó. Dạng gì tự nhiên. Đó. Thì mà cái biết đó là cái biết mà nó sẵn có này mọi người. Nó tự chiếu. Mình cứ nghĩ là trí tuệ là cái gì đó nó ghê gớm lắm. Nhưng mà không phải. Trí tuệ chính là một cái tâm rất bình thường. Rất bình thường mà nhìn mọi sự, mọi vật. Mà nó vẫn sáng suốt, phản ánh trung thực, chứ không bị những cái gì trái lấp hay là trói buộc xen vào đó. Tức là không bị những cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm xen vào. À, nếu mà mình trong đời sống hàng ngày mà ngày lúc nào mình cũng thường thường rõ biết á, thì cái lúc mình chỉ cần ngồi thư giãn buông xả, để cho tâm hoàn toàn, để cho cả thân lẫn tâm hoàn toàn là nghỉ ngơi vô sự. Người ta dùng cái từ vô sự là rất hay. Vô sự tức là không có vấn đề gì hết trơn. Bây giờ buông xuống hoàn toàn, không có vấn đề gì cả, để cho thân tâm cho nó yên tĩnh. Thì lúc đó đó, trong cái vô sự đó đó, mình có thể là ngồi cảm nhận cái sự rộng lặng trong sáng của tâm. Đó. Cái đó là cũng là một cái niệm, một trong những cái niệm niệm, đó là gọi là niệm tinh tịnh, niệm sự vắng lặng. Nhưng mà nếu mà cái người chưa có đủ cái tâm, không có, chưa có chứng được cái tâm vắng lặng đó đó, mà cố mà ngồi để mà cố làm cho tâm vắng lặng thì nó là sai. Mà cái chính vẫn là trong đời sống hàng ngày mình thường rõ biết, cho nên cái tâm nó không còn bị cái gì mà chi phối nữa. Cho nên khi mình ngồi mình chỉ cần thư giãn buông xả ra là tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Và cái tĩnh lặng đó là hoàn toàn ở hiện tại. Chứ không phải là cố tĩnh lặng để mà đạt được cái gì. Mà chính cái sự tĩnh lặng đó là nó đã là mục đích rồi, không phải là để đạt được tĩnh lặng, để đạt được mục đích gì khác. Con chỉ cần nhớ một cái điều thôi, thế còn tất cả trạng thái thì trạng thái sao cũng được, nhưng mà chỉ nhớ một điều là cái rộng lặng này là cái rộng lặng của cái tánh biết, cái Pāpassara citta là cái tâm mà trong sáng đó, thanh tịnh trong sáng đó. Mà thanh tịnh trong sáng nó có sẵn ở đây mọi người. Đó. Cho nên khi mình buông thư giãn là nói về thân, còn buông sẵn là nói về tâm. Khi cả thân tâm mà thư giãn buông xả là không cần phải tầm tứ để mà đạt được thiền định, không cần phải nỗ lực mà tập trung. Đó. Nhưng mà tâm vẫn là hoàn toàn vắng lặng tịch tịnh. Đó. Nhưng mà cái điều này là nó lệ thuộc vào là mình có đủ sáng suốt trong đời sống hàng ngày hay không. Nếu trong đời sống hàng ngày mình luôn sáng suốt ấy, thì mình ngồi lại là tâm nó sẽ vắng lặng liền. Và vắng lặng nhưng mà vẫn trong sáng, luôn luôn hai cái điều đó đi chung với nhau. Thì nếu mà vắng lặng mà nó mất luôn, có nhiều người đó, nó mất luôn. Mất luôn, người ta gọi là ngoài tức chư duyên, nội tâm tích trĩ đó. Tức là bên ngoài là coi như không còn cái duyên gì bên ngoài nữa, bên trong là tâm hoàn toàn đứng lại, không cần phải đứng lại như vậy. Vẫn thấy, vẫn nghe như thường đó. Nhưng mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, tức là vẫn rõ biết là chính. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Con cảm ơn sư ông ạ. Dạ, bà sư ông con xin chuyển pháp ạ. Dạ.
Thì khoảng 4 năm trở lại đây là con có suy niệm về cái chết nó thường xuyên hơn. Dạ. Và gần đây thì khoảng chừng gần 2 tháng đây thì con có niệm sự chết. Và khi con niệm sự chết thì con thấy rằng là mình biết ơn cuộc sống nhiều hơn, biết ơn cái mỗi cái phút giây mà mình được được sống. Con cũng xả ly được nhiều hơn. Mình tìm kiếm những cái thực sự quan trọng thay vì mình tìm kiếm một số những cái mà nó không có chắc chắn, không có gì vững bền. Khi mình chết thì mình mất hết. Yeah, thì mình mà nó giúp cho mình tinh tấn hơn. Dạ. Thì cho con hỏi là như vậy thì có phải là một cái và khi mà con đọc kinh thì thấy Đức Phật cũng nhắc về cái việc niệm sự chết, hay là luôn luôn nhắc nhở các tỳ kheo là cái chết nó đang đến và nó là chắc chắn. Thì cho con hỏi là cái việc con làm như vậy thì nó có phải là cái tạo tác, và cái việc mà tìm ví dụ một ngày thì con sẽ niệm về cái chết 3 lần, khi mở mắt ra, khi một thời buổi trưa và một trước khi con đi ngủ, thì cái việc làm như vậy là nó có tốt không, mà nó có nên tiếp diễn không ạ? Cảm ơn sư ông. Niệm sự chết là một trong những cái điều để giúp cho mình đó là bớt cái đi cái lăng xăng, bớt đi cái mà bám víu, và nhất là bớt đi cái mà mình lập trình cho tương lai quá nhiều. Mình thường là mình lập trình cho tương lai quá nhiều, cho nên đó, cái người mà lập trình tương lai nhiều quá đó, thì nên niệm sự chết. Bởi vì tương lai đâu cũng thấy, mà bây giờ mình chết thì sao? Cái chết đó, chính thầy cũng là có một thời gian là niệm sự chết nhiều. Bởi vì khi mình niệm sự chết như vậy á, là coi như mình không còn, mình bước đi, với lại là mình kiếp, lúc đó cũng là cái lúc để kiểm tra là khi mình chết như vậy á, thì mình có gì để dính mắc hay không? Kiểm tra thì lúc mình giả sử như lúc đó mình chết đó, thì có gì dính mắc hay không? Có đôi lúc thầy đi dạng ở bên Mỹ hoặc ở bên châu Âu, ở trong một cái phòng, mình đang nằm đó, mới tự nhiên mình nghĩ rằng là giả sử bây giờ mình chết thì có gì mình dính mắc luyến tiếc hay không đó. Thì lúc đó mình thấy là nếu mình có thể chết cái này được, không sao hết. Không có bị gì, không có cái gì để mình phải hối tiếc cả đó, chẳng hạn như vậy. Thành đó là cái niềm sự chết đó để giúp cho mình bớt dính mắc. Dính mắc quá khứ, dính mắc hiện tại, và nhất là dính mắc tương lai. Tức là nhiều, đa phần người tu là nghĩ tới tương lai quá nhiều. Người nào mà lập trình cho tương lai quá nhiều đó thì nên niệm sự chết. Bởi vì mình có thể chết đó. Cho nên như đó là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không đồng, không dung chuyện, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Tức là mình phải trọn vẹn với cái giây phút này. Chứ ngày mai ai biết ngày mai đâu, mà mình nói là quyền là ngày mai, là ngày tiếp sau là mình sẽ thế này thế kia. tức là mình vẫn còn muốn nối dài sinh tử. Cho mình không chịu là trọn vẹn ở đây, chấm dứt ở đây. Thành nó chết chính là mình có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Mình đặt mình vào trong một trường hợp là mình có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, mà mình không thấy có chuyện gì để mà phải phải luyến tiếc hay là dính mắc. Và nên niệm sự chết là rất tốt. Cái người mà cái tâm nó quá vòng đồng á, cái người mà tâm quá vòng đồng á thì họ niệm Phật. Còn cái người mà cái tâm tham nhiều á, tâm tham ái nhiều thì niệm bất tịnh. Tức là cái này là cái pháp mà hỗ trợ thêm cho cái mà trong đời sống hàng ngày của mình đó, hỗ trợ thêm đó. Rồi còn cái người mà tâm sân nhiều quá đó thì niệm tính từ, nói chẳng hạn vậy. Thì những cái mà niệm như vậy á, còn người mà lệ thuộc vào cái
tương lai quá khứ gì đó vì dính mắc nhiều quá đó, thì niệm sự chết. Cho nên mình những cái điểm đó mình có thể bổ túc trong một lúc nào đó cần thiết, chứ không phải mình không làm thường, mà lâu lâu mình nhắc lại lần mình cho biết vậy thôi. Một ngày có thể ít nhất là mình nhắc lại mình một lần. Còn khi mà mình đã thuần thục trong cái đó rồi á, thì lâu lâu nhắc lại một lần cũng được, chứ không cần phải nhắc hàng ngày. Tức là khi mà cái người mình mà bớt cái dính mắc, bớt cái tham luyến gì đó rồi á, thì nó sẽ nhẹ nhàng đó, cho nên không cần phải làm như vậy. Lúc đó mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đủ. Tức là mình thường sáng suốt rõ biết là đã đủ rồi. Dạ, xin ông cho con hỏi thêm một tí xíu. Dạ, thì khi mà con niệm về những cái đối tượng, những cái người thân hay là những cái gì mình yêu thích, nó sẽ sắp chết, thì khi con niệm về bố mẹ con hay là người thân của con, thậm chí là bạn gái, thì con cũng không có cảm thấy nó nhói đau giống như là khi con nói về cái con mèo của con đó, nó sẽ chết. Thì con biết được là mình dính mắc với cái con mèo, thì con tập trung lại là con sẽ trọn vẹn với lại cái lúc, những cái cơ hội, những cái thời gian nào mà mình được ở bên gần cái đối tượng đấy. Còn lại thì bình thường thì mình vẫn buông xả. Thì như vậy là con thực hành như vậy có đủ hay không? Để đến cái lúc mà cái đối tượng nó thực sự nó rời đi thì mình sẽ không có đau khổ. Dạ, cảm ơn sư ông. Cái câu mà người ta nói là sự đến thì tâm ứng ra, mà hết rồi thì tâm trở về không. Cái đó là hay á. Cũng giống như có cái bài kệ mà nói là tâm không làm buôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thuở lạc lòng. Chết từ thuở lạc lòng là chết cái bản ngã đó. Hay là mình có thể vẫn khởi lên cái tâm này tâm kia để mà ứng với mọi chuyện, nhưng mà sau đó nó phải trở về không. Nếu mà mình thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là vậy. Mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà khi có cái chuyện gì đó nó xảy ra, cái có thể tâm mình phải giải quyết cái chuyện đó, nhưng mà xong rồi cái thì tâm vẫn là có thể trở về không được. Tập như vậy á, mà thật ra nói là tập như vậy, cho trên thực tế là chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đủ. Còn mấy cái kia mình có cái nào đó mình cần thì mình bổ túc thêm những cái pháp mà bổ túc á, để giải quyết cái gì đó trong tạm thời là thôi. Còn cái chính là mình cứ chánh niệm tỉnh giác á, thì tự nhiên nó sẽ bớt dần những cái mà hồi trước thầy nói. Hồi trước thầy nói là thầy vô tu một cái á, rồi thấy người ta tu thế này thế kia, mình nói chết rồi, kiểu này mình chắc tu không ra gì đâu. Nhưng mà té ra đó, tại vì mình thấy vẫn còn tham sân, vẫn còn đủ thứ hết trơn, làm sao tu làm sao mà hết được. Nhưng mà rồi á, khi mà mình nắm vững được cái nguyên lý mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì những cái tham chấp tham đắm hay là cái sân hận hay là cái gì đó nó sẽ tự nhiên nó sẽ cho nó mất dần đi. Đó. Cho nên mình hay nó càng mất dần đi, tức là mất những cái mà che lấp trói buộc đó thì người mình nó sẽ nhẹ nhàng thoải mái tự do vậy thôi. Đó. Nhẹ nhàng thánh thoát. Cho nên cái thật ra nếu mình đi đúng hướng là nó rất là tốt. À, đúng hướng là sao? Đúng. Tức là mình á, phải bớt dần những cái mà tham đắm hay là dính mắc. Thì mình có thấy một cái điều này, mình kể cả dính mắc vào cái tu. Thí dụ như mình tu theo một pháp môn nào đó, mình cứ bị dính mắc trong cái pháp môn đó là thì nó trở thành gọi là chấp pháp. Đó. Có hai cái chấp ngã là rồi. Chấp ngã với chấp pháp đó. Chấp ngã tức là mình muốn thế này, mình muốn thế kia, tưởng là cho là muốn vẽ là mong trái là, đó là chấp ngã. Nhưng mà khi mình vì vậy cho nên mình mới là sử dụng một cái phương pháp, sử dụng một cái gì đó
mà mình bị dính vào trong đó luôn. Bây giờ tu hành nhưng mà bị dính vào trong cái pháp môn tu hành đó luôn, thì nó cũng là trở thành là chấp pháp. Mà thực ra đó, mình không có gì để chấp pháp cả. Mình nếu mà thực sự là mình luôn trọn vẹn với thân thọ tâm pháp, rõ biết thân thọ tâm pháp á, thì không có cái gì để mà tham ưu để nắm bắt cả, để dính mắc cả. Nó sẽ từ giảm dần. Đó. Cho nên cái hành tu theo Phật pháp á, thì Đức Phật ngài gọi đó là hành đoạn giác. Tức là nếu mình tu đúng là nó sẽ tự giảm dần mà mình cũng cần phải đối đầu với nó. Tự nhiên tham nó bớt đi, tự nhiên sân nó bớt đi, tự nhiên những cái cố chấp nó bớt đi. Thành mình đã cảm thấy nhẹ nhàng, tự do, thoải mái. Dạ, con kính bạch thầy, cho con được đọc cái lời tri ân của con, để mà con lỡ mai không có cơ hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, quý chư tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời bày tỏ sâu sắc, biết ơn sâu sắc đến thầy. Bởi giữa lúc con đang bị mất phương hướng trong việc tu tập, thì con đã được gặp thầy và thầy đã khai sáng giúp con trở về cuộc sống bình thường. Con này biết tới đạo cũng được gần 3 năm. Sau khi trải qua cũng rất nhiều thăng trầm, được mất hơn thua, vui khổ trong cuộc sống. Có những lúc con muốn trốn đi một mình ở đâu đó, bởi lúc đó con thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì cả. Và con cũng, và lúc đó thì con lao như con thiêu thân đi tìm con đường cho mình, thì con cũng biết tới đạo Phật. Lúc đầu thì con cũng theo cái phương pháp cầu xin tha lực, rồi kế đến thì con cũng đi hành thiền miên mật. Rồi đôi khi thì con nghĩ rằng con đã tìm được chân lý của cuộc đời. Cho đến khi gặp thầy vào tháng 6 năm 2022, con nhớ hôm đó là 29 tháng 6 năm 2022. Lúc đó thì con đang phân vân giữa sự lựa chọn là có nên xuất gia luôn không, bởi lúc đó thì con đang tham dự cái khóa xuất gia giáo duyên tại Thiền viện Phước Sơn. Thì tâm trí con lúc đó rất là đấu tranh, bởi thì con nhận được rất là nhiều lời của mọi người nói rằng là con nên xuất gia đi. Nhưng khi gặp thầy thì nghe thầy, con cũng đặt câu hỏi và nghe thầy chia sẻ thì con đã tìm được con đường cho mình. Thế là con bắt đầu quay về với cuộc sống, với vợ con, với gia đình, với công việc kinh doanh của mình. Từng ngày thì con thấy mình có sự tiến bộ hơn và dần lấy lại được niềm tin từ gia đình cũng như các bạn đồng nghiệp. Chuyến xuất gia lần này, mục đích lớn nhất của con là được một lần được làm đệ tử xuất gia của thầy, dù chỉ là trong 7 ngày ít ỏi, cũng như là cái món quà thì con tri ân thầy, một món quà nhỏ để con tri ân thầy, báo đáp công ơn đến thầy, vì thầy đã khai sáng cuộc đời của con. Từ khi con sống theo lời thầy chỉ dạy, khi đối diện với những cái việc ở đời thì con đã biết trở về nơi cái thân tâm mình để lắng nghe, để cảm nhận. Và từ đó thì mọi sự được thông suốt hơn. Con cũng đã biết dũng cảm để buông xả những thứ làm con trói buộc, gây ra phiền não của đau cho con. Khi thấy con trở về bình thường thì vợ con thật sự vui lắm đấy. Và các bạn công ty cũng thế. Tại vì mọi người cứ sợ con xuất gia đi mất. Trong khóa tu gieo duyên lần này, con quan sát và học được rất nhiều điều. Điều đầu tiên là học được sự từ bi chỉ dạy của thầy. Thầy luôn hiền hòa, tận tình chỉ dẫn cho chúng con. Một điều nữa là con rất là cảm phục những anh chị phục vụ. Sự thành tâm hướng về tam bảo, sự nhiệt tình tận tụy phục vụ hết lòng của mọi người khiến con rất là xúc động. Và đó cũng là cái tấm gương sáng để con soi rọi lại chính mình. Khóa xuất gia lần này là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của con. Và đó cũng là hành trang con mang theo trong suốt cuộc đời để làm sao sống thật đúng tốt, để không phụ
công lao mà Thầy đã dạy công chỉ dạy. Cuối cùng con xin được gửi lời tri ân đến Thầy, quý chư Tăng Ni cùng các bạn, các quý vị thiện nguyện viên. Quý chúc Thầy luôn có thật nhiều sức khỏe để luôn là cây cao bóng cả cho các con đương nhờ. Kính chúc quý Tăng Ni và đại chúng thân tâm thường an lạc, tổ chức được nhiều khóa tu để có nhiều người có cơ hội được học đạo, được giác ngộ và giải thoát. Con xin thành kính tri ân Thầy. Nam mô Chư Tinh Cả Bồ Đề Phật. Sa thu, sa thu lần thay. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Nếu không còn ai thì nghĩ có. Rồi. Kính bạch sư ông, đáng lẽ con ít phát biểu cảm tưởng lắm. Tại con thường cái cảm tưởng ít viết ra, con cảm nhận rồi con ghi nhận trong tâm là con buông ra. Thấy mấy bạn phát biểu cảm tưởng xong thì con cũng muốn trình bày báo sư ông biết, chứ không phải gì hết. Cảm ơn sư ông. Từ con biết được đến Pháp, Phật Pháp là lâu rồi, hơn 10 năm rồi sư ông. Nhưng mà nó không vô giống cuộc sống con, cái con biết, cái con biết là đạo Phật hay đạo đời Phật phải đi giống nhau, mà lúc trước con đi thì nó không giống. Nhưng mà vợ con đi tìm hiểu, rồi đến nghe nhiều vị sư, rồi xong đến nghe của sư ông. Vợ con đi trước, con hiểu được chuyện đó rồi mới kêu con nghe thử. Thì con cũng gặp sư ông nhiều lần rồi, 2 năm nay. Thì con người hay nói 50 tuổi, 50 tuổi đó sư ông. Thì đó, thì con nghe sư ông của những pháp thoại của sư ông thì con nghe hết miên mặt. Rồi con hiểu, hiểu như sư ông nói là mình hiểu pháp học á, hiểu nhiều rồi đó. Rồi con thỉnh sách của sư ông con đọc, rồi qua mấy sách của mấy sư dưới đất con đọc hết. Thì lúc cuộc con lại phát hiện là mình bị dướng vô cái pháp học. Con vừa rồi con được may mắn là sau khi học pháp học con hiểu rồi, nhưng mà chưa có ai chỉ con pháp hành. Mà thì con cũng biết nhiều chùa mở pháp hành này nọ, nhưng mà con không ơn con, một là xuống được sư ông, hai là sư nào mà con hiểu. Thì rồi may mắn con được sư thọ giáo vào cái lớp niệm thọ của sư Kim Chịu mình, xong vậy con may mắn con thọ xong lớp đó 10 ngày. Thì về đây trên đường thọ đi xuống thọ lớp đó, thì về thì đăng ký được lớp của sư ông. Con hôm nay cuộc đời viên mãn thiệt. Thì cái lớp cảm thọ đó con biết lần đầu tiên thế nào là pháp hành của niệm xứ, mặc dù con đọc niệm xứ con biết hết rồi, nhưng mà để hành như sư ông nói đúng vậy là không ra rồi. Nó con không hành này nữa, mà vợ con đã thấy hồi mấy lần hành coi chừng là mê. Thì đúng thiệt, thì từ từ con ra. Nói chung mà vợ con chỉ nghe pháp sư ông thôi, mà vợ con nhìn đã ra được, mà mặc dù không thọ giáo trực tiếp sư ông chỉ dạy, nhưng chỉ nghe pháp. Vợ con lại nhảy bén ra thì cứ kêu con đi. Thì con đi tới pháp của sư Kim Chịu, xong đến sư ông giờ thì báo sư ông là những cái cảm giác, những cái rỗng lặng của sư ông thì con gặp nó sự là con đã trải qua. Ngay buổi chiều buổi cấp điện ra trước nó ngồi thì như sư ông nói là đừng cố tìm tinh tấn chánh niệm tinh giác, chẳng gì tìm hết á. Con nhờ sư ông nói câu chứ giản dị tự nhiên là vô tâm thả. Con không tìm đối tượng gì hết á. Hồi xưa hay học sư Kim Chịu thì sư Kim Chịu mới đầu chỉ thì con không phải định cho hơi thở, xong rồi mới đi thả rải từ đầu xuống 5-7 điểm con điểm hết. Nhưng thực sự cái đó cũng là tìm đối tượng để cọc tâm thôi. Nhưng cuối cùng con hiểu ra một điều, khi mình hiểu mình tìm, mình định được tâm rồi mình cứ thả nó thoải mái, thả thoải mái thì nó tự vô ha. Thì bữa ngày đó thì con vô xong con không tin, nó rỗng lặng. Cái bạn nãy nói là rỗng lặng để bạn gặp á, mà bạn không được hỉ với bạn giữ, thực sự bạn vô tâm rỗng lạc rồi, nó còn nó mà nó sướng hỉ lạc của cái định nó không bằng cái rỗng lặng ở đâu. Nó tự nhiên bạn thấy đó, định bạn thấy là nhất là mình ngồi thấy tất cả, muốn cái tâm các bạn, cái tâm bạn với bạn kiểm soát là muốn ra vô lên xuống hay muốn tìm cái gì trong đó cũng được. Bạn thấy đau rồi thấy đau kệ nó, rồi mấy bạn thấy sướng rồi sướng, rồi muốn nói chung mấy bạn muốn nghĩ gì vậy thoải mái, không có gì hết, rất là rộng lòng, không có gì hết. Thì con đạt rồi, sau đó đạt cũng lâu chứ không phải là chớp nhoáng đâu. Con đạt xong con không tin thì con tấu lui tôi phải chứ không. Thực sự lúc đó con cái thân thọ gì con không bị cái cảm giác đau gì, nó điều khiển cái rộng lặng thấy rõ. Thì sau đó con về coi trình nói sư đệ, con nói sao không biết phải không. Thì con hôn vậy có từng mắt sợ, bắt đầu sợ, bắt đầu tham rồi. Xong mấy bữa sáng hôm nay chiều nay con thực sự con kiểm chứng là cũng được. Thì con hiểu như nãy sư ông nói vậy thì con lại sợ không vậy. Nhưng sư ông nói vậy trong quá trình cuộc sống mình về, khi ngồi thì làm được, khi đi đứng thì sao, thì nãy sư ông nói thì con hiểu rồi.
thực sự mình có niềm tin, mà thực sự mình đã ra vô một lần con nghĩ, con đã từng ngồi xuống nghỉ ngay phòng 5 phút là nó phục khỏe là liền, không cần nghĩ cũng buồn, ok, sức khỏe là liền, tỉnh táo trực tiền. Thì con báo sư ông thì con theo pháp học của sư ông 2 năm con được như thế. Thì con tính nãy tham hỏi nữa vậy, để con tham làm sao, muốn lúc nào cũng rỗng lặng, tinh cái rỗng lặng trong sáng thì nó sẽ đi theo tự nhiên ra tinh tấn cho niệm nhá. Thì nó, con muốn hoài để cho người mình không sai. Còn thì con mà sư ông nói nãy con hiểu rồi thì mình cứ tự nhiên thôi. Thì con cũng giải đáp luôn, không biết không phải nhất thiết phải ngày nào cũng phải ngồi thiền gì, vấn đề mình kiểm soát được chuyện đó thì mình ngồi đi, mình cứ thả tâm thoải mái là ok, nó sẽ ra thôi, không cần nhớ. Con hiểu vậy đó. Thì con cảm ơn sư ông rất nhiều. Nói chung vợ chồng thì mai vợ lên thì con tính đỉnh lễ, không biết có thời gian để đỉnh lễ sư ông hay vợ chồng sẽ đỉnh lễ, nhưng mà con sợ không có thời gian, nhưng mà sẽ gặp sư ông nhiều. Cả con gặp con quận 12 bên ngoài, thành ra thì có duyên. Hồi đó con cũng sợ lắm, sư ông cả sư ông lớn tuổi mà con còn 50 rồi, giờ nào mới ra để mà sợ sư ông yếu. Như rồi gặp sư công chịu con mừng lắm, nói nhưng mà nói yếu lắm, nhưng mà sư ông là khỏe là nói con nghe được, thì con rất học chứ đỉnh lễ kinh thân xong rồi đã mừng rồi, nhưng mà mình nghe được cái lời giáo huấn của những bậc mà gọi là con cho là đã hiểu pháp mà giác ngộ, thì con rất là may mắn cuộc đời con. Thì không gì hơn, thì con lúc nào cũng mong muốn xong mạnh khỏe, gần đây thì con lên thăm đảnh lễ vậy là đủ. Thì pháp học pháp hành thì con cứ từ từ tiến, thì con đã hiểu rồi, con không có cầu gì nhiều cả. Đến ngày này con thấy may mắn, cảm ơn xong. Dạ. Xa, thôi, xa, thôi,